Quý vị khán giả thân mến, thời gian qua công an nhiều địa phương đã tiếp nhận đơn đề nghị giải cứu của nhiều trường hợp bà con có người thân bị lừa sang Campuchia, bị cưỡng bức lao động, đòi tiền chuộc. Thủ đoạn chung mà các nạn nhân bị lừa là dính vào các bài quảng cáo việc nhẹ, lương cao. Như mới đây, chị Trần Thị Trang Duyên, 33 tuổi, ngụ phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, đã được một nhóm YouTuber giải cứu để về nhà. Dù đã về đến gia đình được 4 ngày, nhưng cô gái này vẫn chưa tỉnh hồn, vẫn còn ám ảnh những nỗi kinh hoàng khi ở trong nhà thổ tại Campuchia. Phóng viên của chúng tôi đã tìm đến nhà của chị Trần Thị Trang Duyên trong lúc hàng xóm và còn đang vui mừng khi mà hãy tin chị trở về từ bên kia biên giới. Bà Trần Thị Tuyết Anh, dì ruột của Duyên, cho biết từ nhỏ Duyên đã sống với bà ngoại do cha mẹ ly hôn. Nhà nghèo, mới học lớp 6, chị đã phải đi nhặt ve chai kiếm tiền giúp bà. Lúc này Duyên đã gặp bạn bè rủ đi Campuchia nên cô gái mới lớn đã lén gia đình ra đi. Duyên kể khi tới Campuchia, chị đã bị bán sang tay cho một đường dây cà phê ôm. Ban ngày, chị bị giam lỏng trong căn phòng kính, đem xuống ép mặc đồ hở hang để tiếp khách. Nhiều lần chị đã tìm cách tháo chạy, nhưng lần nào cũng bị bắt lại, đánh đến ngất xỉu. Mỗi ngày từ 10 giờ đến khuya, chị phải mua vui liên tục cho hàng trăm người lạ. Có lần chị thoát được ra ngoài, gặp một người Việt Nam và ngỏ ý muốn quay về nước, nhưng bị người này bán cho một quán bia ôm khác. Khi dịch bệnh Covid-19 phức tạp, chị may mắn thoát được ra ngoài và sống ở một căn chòi bên bờ sông trước khi được cứu về nước. Những ngày đèn đỏ, người kiệt sức vẫn không được phép nghỉ ngơi. Trung tá Nguyễn Bửu Thuận, trưởng công an phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên xác nhận, chị Duyên vừa được nhóm YouTuber cứu từ Campuchia về Việt Nam. Đơn vị đã phối hợp với địa phương và các ngành cấp lại căn cước công dân cho chị Duyên, đồng thời vận động các nhà hảo tâm cho gia đình chị Duyên. Theo tường trình của chị Duyên, chị bị lừa bán sang Campuchia vào năm 2004. Chị cũng không biết người lừa bán là ai, mà chỉ biết tên My, khoảng 17 tuổi, không rõ địa chỉ, nên rất khó xác định. Gia đình chị Duyên là khu vực nhà hộ nghèo khó khăn, nên đã đề nghị địa phương tìm nguồn vốn nào giúp họ có nghề nghiệp, ổn định cuộc sống. Do chị Duyên không nhớ rõ tên và địa chỉ của người bán, nên đơn vị đã báo cáo công an thành phố Long Xuyên tiếp tục hỗ trợ điều tra vụ việc này. Hiện nay, tình trạng lừa đảo bán sang Campuchia chủ yếu là đánh vào tâm lý người lao động ham tìm việc nhẹ, lương cao nên nhiều người đã sập bẫy. Do đó, đơn vị đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức cảnh giác đối với nhóm người tuyển dụng lao động sang Campuchia và mạnh dạn tố giác tội phạm.